Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Trây nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 22 của bộ truyện Cầu Ma Được mang tên là Hòa Phong, tác giả nhĩ căng qua phần diễn đọc của Lát Trây Đô xin thông báo nhẹ anh cái nha Thì à, như um, hết tập hôm nay thì à, bắt đầu ngày mai Lát đọc lại bộ Thế giới Hoàng Mỹ nha Bộ Thế giới Hoàng Mỹ thì nó à, cái bản dịch nó cũng khá khá rồi à, Đắp đắp Lát đọc khoảng chừng à, được mười mấy tập nữa à, Vì vậy mà mọi người thông cảm cho Lát nha Tính lát thì làm bộ nào cho xong bộ đó đi, lát không muốn đọc xong xong hai bộ, tại đọc xong xong hai bộ nó loạn tâm quá. Nó um, thì um, nếu mà không có gì xảy ra, nếu mà kịp bản dịch á thì lát đọc hoàn thành cái bộ thế giới hoàng mỹ luôn thì nó đâu đó khoảng chừng 10 ngày nữa là xong luôn rồi, 10 11 12 ngày là xong luôn rồi. Còn nếu như mà không kịp bản dịch nữa thì lát sẽ chắc còn khoảng phải tạm quạt tạm quản một lần nữa. Thì trong trong quá trình tạm quản thì lát sẽ nhảy qua đây lát đọc bộ cầu ma tiếp Còn nếu kịp thì lát đọc cho rồi cái bộ thí dụ hoàng mỹ luôn nha Mọi người thông cảm giùm lát nha Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người Anh bạn có biết quy tắc không vậy? người nói chính là thanh niên đang ngồi ở cửa thành người này mở mắt ra cầm lấy cái hồ lô xanh uống một hớp mắt say lờ đờ liếc hắn quần áo của tu minh khiến cho hai mắt y hơi tỉnh táo tu minh vẻ mặt bình tĩnh khi người thanh niên nói ra lời này thì tay phải nâng lên bắn một cái có một thạch tệ trắng bay thẳng tới chỗ thanh niên bị người chụp lấy tu minh sớm biết được từ chỗ phương mọc rằng bất cứ ai đều có thể vào hàm sơn thành chỉ cần giao nộp thạch tệ nhất định theo thời gian ở lại càng lâu thì giao ra thạch tệ càng nhiều Thanh niên cầm thạch tệ ném ra một cái lệnh bài màu xám, lại nằm xuống uống rượu trong cái hồ lô khép mắt lại. Nhận lấy lệnh bài, tụi mình dắt trên thắt lưng, màu lệnh bài chia làm đỏ, đen và trắng. Trừ tộc nhân ba bộ lạc ra người ngoài không thể dùng. Khách cường giả là màu xanh, dựa theo bộ lạc khác nhau mà tăng thêm một màu khác. Còn về người bình thường ra vào thành thì là màu xám. Dựa theo ánh sáng bên trên, nếu là tối thì biểu đạt không thể ngừng lại trong thành, Trừ phi tăng thêm thạch tệ, nếu không một khi bị thủ thành phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Người vào thành được bắt buộc phải dắt cái lệnh bài trên thắt lưng, chỗ dễ nhìn thấy. Tô Minh luôn im lặng, dắt lệnh bài xong bước qua cánh cửa, vào trong hàm sơn thành. Âm thanh náo nhiệt ập đến so với ngoài cửa yên lặng hình thành hai thế giới khác nhau. Điều này khiến cho Tô Minh hơi kinh ngạc. Người đi đường rất là nhiều, trong thành trì xây dựng quanh núi tồn tại rất nhiều cửa hàng. Một mảnh phùng hoa, những gian nhà làm bằng đá núi so với đất đá vùng ven thì không thể sánh bằng được. Đi trong hàm sơn thành, Tô Minh nhìn xung quanh. Mọi thứ nơi đây đều khiến cho hắn thấy xa lạ. Phùng hoa, náo nhiệt không thể đánh tan hắn im lặng. Từng gian nhà, từng cửa hàng, thậm chí có cả kiến trúc to lớn hơn 10 mét. Tô Minh gần như không thấy ai trên đường mặc đồ da thú cả. Thấp nhất là vải thu, rất nhiều màu sắc. Cũng có không ít giống như hắn mặc vải, rõ ràng là quý giá nhiều. Tô Minh bình tĩnh, thông thả đi trên đường núi Hàm Sơn Thành. Ánh mắt lướt qua từng người đi đường. Chỗ này không có nhiều người thường, đa số đều là manh sĩ mà tôi Di không hiểu chút nào. Tô Minh đi, không ngừng quan sát, rất nhanh sắc trời tối xuống nhưng chỗ này không bớt nhộn nhịp. Theo kinh nghiệm trong thành đá phong quyến, lại thêm từ miệng Phương Mộc biết được tin tức. Dù lần đầu tôi Minh đến Hàm Sơn Thành nhưng không lộ ra ngờ nghệch Hắn vừa quan sát vừa tìm đến chỗ nghe Phương Mộc đề nghị là nhà lầu, chuyên môn cho người bên ngoài trú ngụ. Thời gian này trong nhà lầu rất là náo nhiệt, Tô Minh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, sau khi tiến vào quét mắt qua, chỗ này có nhiều bàn ghế, hắn bình tĩnh đi đến chỗ trống, vừa ngồi xuống liền có người tươi cười tiến đến, nói chuyện vài câu xong, Tô Minh liền hiểu về cái nơi này, đặt một cái phòng nghỉ ngơi, chọn thức ăn vài rượu, xong thì ngồi nhìn ngoài cửa sổ như đang suy tư. Nhưng mà lỗ tai của hắn nghe mọi người xung quanh bàn tán, từng câu có chút đối với hắn vô dụng. Nhưng có rất nhiều liên quan đến cái thành này. Mấy tháng gần đây Hàm Sơn Thành sẽ càng nấu nghiệp nha. Ba bộ lạc ở Phổ Khương, Nhân Trì, An Đông chẳng biết làm sao mà muốn thu nhiều khách hơn. Người tới đây không lâu, không biết cụ thể là đúng rồi. Ba bộ lạc này tranh đấu gây gắt, cứ cách mỗi một khoảng thời gian sẽ tăng mạnh việc thu khách quý. Muốn học theo cái cách của thiên hạng đại bộ lạc trước kia để tăng cường bản thân nhưng mà đối với chúng ta thì lại ngược lại là cơ hội á nghe nói nhan trị bộ lạc tuyển ra 10 cô gái trong tộc dùng cách thông hôn thu khách mời phải biết nha con gái nhan trị bộ lạc giúp ích cho chúng ta tu hành á lần này nhan trị bộ lạc á thật chịu bỏ vốn riêng đó nha nhưng mà đáng tiếc á chúng ta không phải cường giả khai trần, nếu không á thì càng có nhiều ưu đãi hơn rồi ta nghe nói hả năm xưa á huyền luôn tham gia phổ khương bộ lạc thì được tặng cho một manh tượng lẫn á Thời gian chậm rãi trôi qua, Tu Minh ngồi đó uống thứ rượu khiến cho hắn hơi nhíu mày. Thứ này rất chua cay làm cho hắn cực khó chịu, nhưng uống rồi lại có cảm giác kỳ lạ, dừng thành thói quen. Hắn biết mọi thứ tại đây rất xa lạ với mình, nên từ khi vào thành thì luôn quan sát, nghe ngóng. Hắn ở đây đã gần 4 tiếng đồng hồ, bên ngoài bầu trời tối đen nhưng hàm sơn thành thì sáng ngời ngọn đèn. Ngay cả trong lầu này cũng tỏa ra ánh sáng từ mấy cây nến cắm ở trên giá cao. Hắn vừa uống rượu vừa nghe người ở đây nói chuyện Ngày càng hiểu nhiều hơn về Hàm Sơn Thành Phương Bộc Tuyền nhiều lần ám thị Nếu mình gia nhập ăn đông bộ lạc Trở thành khách ăn đông bộ lạc Thì sẽ tặng lễ lớn, thỏa mãn tất cả điều kiện Thu nhận khách mời như vậy chắc chắn có lý do rồi Tù mình hấp ngụm rượu Lặng lẽ nghe bốn phía bàn tán Mãi đến đêm khuya vắng người Hắn định đứng dậy đi nghỉ ngơi Thì đột nhiên biến sắc mặt Hắn không nhúc nhích mà cầm rượu lại uống một ngụm Chỉ thấy ngoài cửa đang đi vào một người người này là gã đàn ông khoảng 30 tuổi khác với người ngoài nguyên nhân tu minh không rời đi là vì người này mặc đồ da thú đây là hôm nay lần đầu tiên tu minh ở trong hàm sơn thành trông thấy quần áo khiến cho hắn quen thuộc này sắc mặt người này hơi trắng nhíu chặt mày sau khi vào đây thì ngồi trên cái bàn cách tu minh khá xa kêu chút rượu im lặng uống vẻ mặt của gã do dự chần chờ còn có chút kinh hoàng người này thấp nhất cũng là ngưng huyết cảnh tầng thứ 10, thậm chí rất có thể đạt tới đỉnh ngưng huyết cảnh nữa cách thay trường cảnh chỉ kém một bước nữa tu minh mặt không biểu tình dù gã đàn ông không phát tán khí huyết nhưng áp lực mơ hồ khiến cho tu minh cảm nhận rõ rệt thời gian lại trôi qua một tiếng đồng hồ gã đàn ông ưng ực uống rượu không nói lời nào nhưng đáy mắt dễ dụa ngày càng mãnh liệt thậm chí thi thoảng ngẩng đầu nhìn hướng cửa như đang chờ ai đến nhưng mà theo thời gian trôi qua khi nơi này chỉ còn lại gã và tu minh ngay cả hồ bàn cũng gục ở trên bàn mà mơ màng ngủ chỉ gã đàn ông với vẻ mặt thất vọng tùy tiện liếc tu minh một cái im lặng uống rượu vẻ mặt do dự dần biến thành quyết đoán và tàn nhẫn tu minh không muốn quan sát tiếp nữa đứng dậy đi tới sân sau hắn thông qua thời gian này xem xét đã hơi hiểu biết mặt sau là nơi nghỉ ngơi cho người đến từ bên ngoài trước đó hắn đã đặt phòng hắn đang đi thì bỗng ngoài cửa thổi gió khiến ngọn lửa cắm ở trên giá lấp lóe lúc sáng lúc tối cùng lúc đó có một cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi vào cô gái thoạt nhìn tuổi trẻ trên mặt che khăn xem không rõ hình dạng, chỉ có thể trông thấy hai mắt như trời sao, có sức hấp dẫn kỳ lạ. Gã đàn ông uống rượu trông thấy cô gái thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy muốn nói cái gì. Cô gái ánh mắt bình tĩnh, đi tới ngồi đối diện gã đàn ông, mắt lướt qua bên người tu minh định rời đi kia, như không quá để ý. Được không vậy? Gã đàn ông thấp thởm, không ngồi xuống mà nhỏ giọng hỏi. Ngươi không đủ tư cách, nhưng ta tranh thủ thời gian một ngày cho ngươi chứng minh mình đủ tư cách tô minh rời đi đây là lời cuối cùng hắn nghe được trước khi đi hai người nói chuyện không che giấu nhưng tô minh không muốn tham gia chuyện không liên quan tới mình dù hắn mơ hồ thấy giữa gã đàn ông và cô gái có gì đó bí ẩn nhưng việc này không liên quan đến hắn một đêm bình yên sáng sớm ngày thứ hai tô minh từ tỉnh tọa mở mắt ra sửa lại quần áo rời khỏi gian phòng hàm sơn thành buổi sáng có sương mù mỏng manh đi bên ngoài tựa như đạp mây còn có cái loại cảm giác kỳ lạ ngày hôm qua quan sát và lắng nghe tu minh càng hiểu về hàm sơn thành hơn một chút hắn đi trên đường ngấn đầu nhìn hàm sơn thành thành này nói chính xác thì có bốn tầng chỗ hắn đứng là tầng thấp nhất phạm vi cũng lớn nhất nên tầng ba sẽ hạn chế tu vi nếu không đủ tu vi thì không thể tiến lên còn tầng thứ hai thậm chí là tầng cao nhất thì phải có thân phận mới vào được trên tầng thứ nhất là đỉnh núi cũng là tháp hái sao của thành chỉ có cường giả khai trần trở thành khách của một trong ba bộ lạc mới có thể đi vào Ánh mắt Tù Minh liếc hướng đỉnh hàm Sơn Thành, thật lâu sau mới thu lại tầm mắt, hắn đi từng cửa hàng bán thảo dược trong tuần thứ tư. Tù Minh không mua thảo dược luyện chế Sơn Linh Dược và Nam Ly Dược, lần này hắn tới hàm Sơn Thành chủ yếu là tìm xem có bản đồ đi Tây Minh không, và tìm thảo dược để luyện đoạt Linh Dược. Tới buổi trưa, Tù Minh đi ra đi vào hầu hết chỗ bán thảo dược, có bán đầy đủ nhưng mắc hơn phong quyến nhiều. May là Tù Minh có thạch tệ do phương mộc hiếu kính coi như đủ xài. Thảo dược luyện chế đoạn ninh dược còn thiếu năm thứ nữa Buổi trưa tu minh mắc suy tư Đi tới cửa vào tầng thứ ba Chỗ này có một cánh cửa lớn tương tự Bên trong lấp lóe ánh sáng âm u Xung quanh có mười mấy người như đang chờ xem kịch vui Tu minh trông thấy có một số manh sĩ thuận lợi đi qua cửa Nhưng có một số người tu vi không đủ Khi tiến vào thì bị bắn ngược ra Dù sắc mặt không cam lòng nhưng không cách nào khác Không thử tiếp mà đi hướng đám người náo nhiệt Quan sát cánh cửa xong, tu Minh nhấc chân lên, đi tới gần cửa, Lúc hắn tới gần thì mọi người xung quanh lập tức nhìn chầm chầm. Tù Minh sắc mặt bình thường, tiến một bước vào cái mạng sáng. Nhưng lúc này hắn lập tức cảm nhận được có lực bài xích rơi trên người. Như là bị ai đó đang dùng sức đẩy, lão đảo lùi vài bước, không thể tiến vào. Hạn chế tu di tại ngưng huyết cảnh từng thứ tám sau. Tù Minh nhướng mày lùi lại, dựa theo lực bài xích phán đoán yêu cầu vào cửa từng thứ ba này. <laughs> lại là một kẻ không có tài lại cứ muốn thử nó người đó lại đây đi trong mười mấy người xem kịch vui thì có một người hô to hướng Tu Minh. Tu Minh lạnh lùng nhìn. Người cất tiếng là một gã đàn ông trung niên chỉ có ngưng huyết cảnh tầng thứ năm. Gã thấy Tô Minh sắc mặt không tốt nhìn lại, lập tức trợn mắt lộ ra cái lệnh bài màu trắng dắt bên hông. Thoạt nhìn cũng cứng đầu đó, lệnh bài thông hành này giống chỉ cần một ngàn thạch. Nếu người muốn tiến vào tầng thứ ba thì phải một ngàn ba trăm thạch. Gã đàn ông trung niên hừ lạnh, từ trong ngực lấy ra cái mảnh đá to cỡ bàn tay lắc lư trong tay, Tù Minh thu lại tầm mắt, không thèm để ý gã đàn ông trung niên mà nhìn hướng cánh cửa, lần nữa cất bước tiến lên. Hắn hành động chẳng những khiến cho gã trung niên cười khẩy, cũng khiến cho tộc nhân ba bộ lạc buôn bán lệnh bài thông hành chú ý, họ nhìn, cất tiếng cười vang. <cười> Đã mấy ngày không thấy người giống vậy nha, Phương Lâm nè, 1.300 thà ta cũng không bán đó. <laughs> không ngờ cái tên này khiến cho Phương Lâm nổi máu nha Hắn lời rồi Nếu là ta không hai ngàn thạch ta sẽ không bán đâu Hoặc là chịu bỏ tiền Hoặc đừng mơ bước vào Ai bảo hắn không có đủ tu gì chi Rõ ràng mười mấy người này rất quen thuộc Bây giờ ăn ý cười vang Không ai hạ cái giá mà còn nâng giá lên Tiếng cười của họ khiến người xung quanh chú ý Đặc biệt là những người không thể đi qua cửa Đều lộ ra vẻ đồng tình tôi mình tới gần cửa, không bước vào, mà nâng lên tay phải, ứng cái mặt ánh sáng âm u, lần nữa cảm nhận lực bại xích hai ngàn thạch ngươi lấy ra hai ngàn thạch thì lão tử bán lệnh bài thông hành cho ngươi là cái tên kia tao cho ngươi biết nha ngươi không phải người thứ nhất kiếm chuyện đâu hôm nay ngươi không mua theo quy tắc của chúng ta lần sau đó nó dù không có tạo ở đây thì ngươi phải mất nhiều thạch tệ mới có thể gã đàn ông trung niên thuộc ăn đông bộ lạc hét to nhưng chưa nói xong lập tức ngừng bạc mấy người đứng xem lần lượt giật mình không cười nữa mà ngây ngốc nhìn cánh cửa sắc mặt kinh hãi tụi mình đứng đó không động đậy chỉ có tay phải ứng trên cái mạng sáng nhưng ánh sáng kịch liệt nhấp nháy như có lực lượng vô hình nhập vào khiến cho ánh sáng âm u tựa như tấm vải bị xé ra hẫm sâu vào mặt trên lan tràn gợn sống như không thể chịu đựng được nữa hình ảnh này khiến tộc nhân ba bộ lạc buôn bán lệnh bài thông hành đều hít ngụm khí lạnh gã đàn ông trung niên thì sắc mặt tái nhợt mấy năm nay họ ở đây kiếm thạch tệ mỗi ngày gặp rất nhiều người ra vào có thể nói là thấy rộng biết nhiều loại ánh sáng hởm vào thế này họ đã thấy vài chục lần nhưng mỗi lần xuất hiện biến dị đều là cường giả khai trần cảnh tạo thành cường giả khai trần vừa vào cánh cửa thì ánh sáng bị kéo lấy cuối cùng như bị xé rách ra trong không khí yên tĩnh mang sáng trước mặt tô minh đột nhiên xuất hiện vết rách tô minh chậm rãi thu lại tay phải bình tĩnh tiến một bước vào trong mang sáng dừng trở lại bình thường ngoài cửa tĩnh lặng gã đàn ông trung niên làm bộ bình tĩnh mấy tục nhân ba bộ lạc đứng cạnh gã sửng sốt nửa ngày đều đồng tình nhìn gã hô hô trọng khai trần nga à, phu lâm nè à, ông tới số rồi không ngờ hắn lại là khai trần cảnh nha à. Trông trong hắn còn trẻ vậy mới có được bao nhiêu tuổi đâu chứ đã chưa từng thấy người này chắc tiện bối đó gần đây mới đến hàm sơn thành gã đàn ông trung niên hơi hoảng tuy nói cố gắng bình tĩnh nhưng nỗi sợ khiến cho gã không dám bán lệnh bài thông hành nữa vội vàng rời đi gã thầm hối hận ánh mắt gã luôn nhìn chính xác nếu không thì đã không làm công việc này rõ ràng thấy tô minh lần đầu tiên thất bại dựa theo lực bắn ra mà suy đoán tu vi của hắn sau đó thì mới lên tiếng nhưng không ngờ đã nhìn lầm đây chẳng phải lặng hiếp người ta hay sao chứ người rõ ràng là tiền bối đi qua một lần là được rồi còn nhảy ra nhảy vô chi vậy không biết nữa gã đàn ông trung niên càng nghĩ càng thấy oan bên này tô minh đi vào cánh cửa tiến tới thượng ba hàm sơn thành Hắn ngoái đầu nhìn màn sáng trong cánh cửa Lộ ra vẻ suy tư Nhờ tỉ mỹ khống chế Không phải ngưng huyết cảnh bình thường có thể nắm giữ Lần thứ hai mình tỉ mỹ khống chế khí huyết Thì đơn giản đi dầu. Nhưng màn sáng hởm giàu rõ ràng khác với những người tiến dầu. tu Minh trầm ngâm đi theo đường mòn Cách hắn không xa là tầng thứ ba hàm sơn thành Kiến trúc bên trong không tính quá nhiều Người đi đường hơi thiếu Nhưng mỗi người đều là ngưng huyết cảnh tầng thứ tám trở lên Thậm chí kiến trúc hùng vĩ không thiếu uy nhiếp hiển nhiên các kiến trúc của cường giả trấn giữ dù là buổi trưa nhưng chỗ này không ồn ào như tầng thứ tư tù minh đi bên ngoài các cửa hàng đột nhiên mắt lóe sáng vẻ mặt hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh biến mất đây là một cửa hàng bán vật trên người giả thú tràn ngập mùi máu trong cửa hàng có một ông lão ngồi xếp bằng nhắm mắt trên cổ tay phải có một cái chuông cửa hàng này không lớn bên trái vách tường có chín cây đinh màu đen đống đinh con nhện to cỡ cái bàn tay nhện màu tím đã chết nhưng có chín cái chân cái chân thứ chín có màu đỏ thẫm rõ ràng khác với tứ chi còn lại đây là một trong ba tài liệu luyện chế nạp thường dược tô minh thu tầm mắt đi hướng gian hàng ngay lúc tô minh sắp bước vào gian hàng thì đột nhiên nhìn trên trời bầu trời hàm sơn thành ba đoàn khối bỗng cuộn cuộn có tiếng sấm đánh vang vọng biến cố đột ngột lập tức khiến cho ông lão trong gian hàng mạnh mở mắt ra không chỉ mình ông mấy người ở trong tầng thứ ba đều chấn động tinh thần cũng ngẩng đầu lên chỉ thấy ba đoàn khối kịch liệt lăn lộn Cùng lúc đó trong thành trì xây dựa vào núi ở trên tầng thứ nhất. Trong tháp hái sao ở đỉnh núi, đột nhiên vang tiếng chuông tan thương vọng tám hướng. Tiếng chuông như giấy lên âm thanh vô hình lan tràn xung quanh, chẳng những khiến cho người tầng ba chú ý, người tầng thứ tư xôn xao, ngay cả người ở tầng thứ hai bên trên cũng tập trung nhìn. Bà tiếng chuông là có người định xông vào hàm sân xích. Đã lâu rồi không thấy người dám khiêu chiến hàm sân xích nha, cả thất bại đều chết hết. Nhưng một khi thành công thì có thể khiến ba bộ lạc thỏa mãn một yêu cầu Yêu cầu là chuyện nhỏ thôi Quan trọng là nếu thành công thì sẽ được tôn thờ làm khách cao quý nhất bộ lạc Địa vị hơn xa khách bình thường nha Ta thậm chí nghe nói là một trong các điều kiện thiên hàng tông thu đệ tử vào tông môn tại Hàm Sơn Thành nữa Không biết người khư chiến Hàm Sơn Xích này định đi vào bộ lạc nào không Bên tai tù mình vang từng tiếng xung sau Chỉ thấy đỉnh núi Chính giữa ba sợi xích liên tiếp ngọn núi xuất hiện một bóng người. Là hắn Minh nhìn bóng dáng đó Mắt lộ ra suy ngẫm. Bóng dáng ấy đứng ở đỉnh núi Gió thổi hất tung tóc dài Gã đứng đó trên người mặc áo da thú Khí thế hung hãn ập đến Người này chính là gã đàn ông hôm qua Tu Minh gặp Trên người gã đàn ông này hiện ra sợi máu Hình thành lực khí huyết mênh mông Gã không có khai trừng nhưng sợi máu rất nhiều chi chích vượt qua hạn chế 781 sợi của man sĩ bình thường Thoạt nhìn hơn 800 sợi bây giờ gã vẻ mặt trầm trọng lộ ra kiên quyết còn có tàn nhẫn và quyết tâm cố chấp nữa là hòa phong ô không ngờ lợi gõ nghe Ồ, ta có nghe nói về người này rồi tu vi của gã đã đến tầng thứ 11 một ngưng huyết cảnh rồi Ồ, nhưng mà ba lần trùng kích khai trận đều thất bại tôi là vậy á nhưng người này rất là mạnh nha đủ trở thành người số một dưới năm cường giả khai trận á không tính người của ba bộ lạc ở trong hàm sơn thành Gã là người đến từ bộ lạc nhỏ trước hiếm thấy Không biết gì sao cứ thích mặc đồ gia thú Chỉ bộ lạc nhỏ mới mặc thôi Nhưng mà theo ta thấy thì chẳng qua gì muốn gây chú ý thôi Không ngờ gã không biết lượng sức mình Dám cứu chiến hàm sân xích Hàm sân xích này từ 10 năm trước Thương Lan thành công đi đến cái sở xích thứ sáu của An Đông Bộ Lạc Được thiên hàng tông thu làm đệ tử ra Thì ít có người thành công Tô Minh nhìn gã đàn ông trên đỉnh núi vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lấp lóe. Việc hàm sơn xích hắn không nghe Phương Mộc nhắc tới giờ là lần đầu tiên hắn nghe thấy, ghi nhớ trong lòng. Mấy trăm năm qua Hàm Sơn Thành có tổng cộng 65 người khiêu chiến Hàm Sơn chết này. Hòa Phong là người thứ 66 đó. Nhưng mà trong 65 người trước chỉ có 5 người thành công thôi. Một thanh âm già dạ nua truyền ra từ trong đám người tầng thứ ba. Người nói chuyện là một ông lão trong cửa hàng lúc trước tu minh định vào. Ông lão từ từ đi ra, nhìn Hòa Phong ở trên trời. Thất bại đều chết, nhưng mà không phải tuyệt đối. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh thì thầm. Bây giờ chẳng những trong hàm sơn thành xôn xao, vô số người nhìn chầm chầm. Thậm chí theo tiếng chuông vàng đinh đông vòng quanh ba ngọn núi liên tiếp sợi xích với hàm sơn thành, có bóng người lung lay, hiển nhiên hành động của Hòa Phong khiến cho họ tập trung chú ý. Mỗi người đều đang đoán Hòa Phong sẽ chọn xâm nhập vào sợi xích nào. Trên đỉnh núi ba sợi xích giao nhau, Hòa Phong hai mắt sáng người trực lóe, đầu tiên hướng về dây xích phổ khương bộ lạc, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đó không phải lựa chọn của gã. Gã nhìn hướng ngọn núi có nhan trị bộ lạc, trong mắt gã thì trên ngọn núi phương xa tràn ngập khối đỏ, trong khối có khuôn mặt phụ nữ như ẩn như hiện. Hít sâu, gã đàn ông to con này nhấc chân lên đi hướng sợi xích nhan trị bộ lạc. Theo gã cử động hấp dẫn tất cả ánh mắt trong hàm sơn thành, lập tức dấy lên tiếng xung sao. Vô số ánh mắt nhìn chầm chầm, khi thấy hòa phong từng bước một dừng đi tới chỗ liên tiếp với ngọn núi nhan trị bộ lạc. Định đạp xuống, áp lực khổng lồ đủ đè ép tất cả manh sĩ ngưng huyết cảnh trong hàm sơn thành bỗng phát ra từ tầng thứ hai chỉ thấy một người mặc áo tím chạy nhanh tới đạp hư không phóng tới chỗ hòa phong sắp đến đỉnh núi định khiêu chiến hàm sơn xích hòa phong bóng tím bay ra khẽ quát tiếng quát như sấm đùng đùng quanh quẩn khiến cho người điếc tai hòa phong trên đỉnh núi thân thể chấn động mạnh ngoái lại sắc mặt hỗn hợp thù hận và kinh hoàng khai trường cảnh Tụi mình nhìn bóng tím hít sâu chẳng qua hắn bây giờ không như lần đầu thấy khai trường cảnh thì kính sợ là huyện luân đại nhân hàm sơn thành trừ ba bộ lạc ra một trong năm khai trần cảnh là huyện luân đại nhân từng tiếng kêu quanh quẩn hiển nhiên đa số người tại đây đều không ngờ có người khiêu chiến hàm sơn xích lại xuất hiện biến cố như vậy bóng tím đạp hư không mắt thấy sắp tới gần đỉnh núi nhưng lúc này hòa phong đã đến tận cùng cái sợi xích liên tiếp với núi nhan trì bộ lạc trong nhan trị bộ lạc bị khối đỏ tràn ngập truyền ra tiếng hừ lạnh tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai của bóng tím lại khiến y tạm ngừng nhưng không dừng bước chạy nhanh hơn tới gần hòa phong đã sắp tới đỉnh núi nâng tay phải lên nằm ngón thành vuốt chợp tới sắc mặt hòa phong tái nhợt nhưng không tránh né nhìn chăm chằm bóng tím tới gần nỗi kinh sợ trong mắt tán đi hóa thành tràn đầy thù hận bóng tím chợp đến khi đụng vào hòa phong thì đột nhiên trên người gã bốc lên khối đỏ bao quanh người hình thành từng trắng tay phải bóng tím đụng vào khối đỏ, người y chấn động bắn ra hơn 10 mét, lộ ra bộ dạng là người đàn ông trung niên mà áo tím, sắc mặt y âm trầm, đầy sát khí. Nhan Loan, người có ý gì? Bốn tòa không quan tâm ngươi và Hòa Phong có thù hận gì, nhưng nếu gã đã chọn sợi xích nhan trị bộ lạc ta thì ngươi không thể tổn thương gã. Đây là ước hẹn ba bộ lạc năm đó, chắc hẳn phổ khương bộ lạc cũng sẽ không đồng ý ngoại lệ. Một giọng nữ lạnh lẽo từ núi nhan trì bộ lạc phương xa chậm rãi truyền ra. Cả hàm Sơn Thành biến tĩnh lặng, tù minh đứng đó nhìn tất cả xảy ra, trong đầu xẹt qua người tên gọi là Hòa Phong, vừa sốt ruột vừa khẩn trương chờ cô gái mặc áo trắng che khăn. Không cùng giọng nói, có lẽ là hai người. Cô gái đêm qua từng nói tranh thủ thời gian một ngày để đối phương chứng minh của tư cách. Xem ra Hòa Phong muốn khiêu chiến hàm Sơn Xích để chứng minh, nhưng mà gã muốn chứng minh tư cách gì. Nếu là tham gia nhan trị bộ lạc đó thì không cần rắc trở như vậy. Dù gì đã khiêu chiến rồi, một khi thất bại phần lớn là cái chết mà, Tù mình nhìn Hòa Phong và huyền lân áo tím trên đỉnh núi, không cần đoán cũng có thể từ trong lời nói biết thù hận giữa hai người này rất là sâu. Chắc là huyền luân biết rất nhiều, vì sợ điều đó nên mới ra tay vào lúc này, không để ý tới cái việc cấm đấu riêng của ba bộ lạc đặt ra. Mắt tù Minh lộ ra suy tư, nhưng chuyện không liên quan đến hắn, suy nghĩ chốc lát thì không thèm quan tâm nữa. Huyền luân áo tím sắc mặt càng âm trầm, nhưng rõ ràng hơi e ngại cô gái nói chuyện, nếu từ bỏ thì lại không cam lòng. Như Tu Minh đã nghĩ, y đích thực không thể không ra tay vào lúc này. Nếu không một khi đối phương chết, thứ y muốn có lẽ rất mất công. Y cho rằng đối phương không thể nào thành công. Giờ phút này chỉ thấy một ngọn núi khác. Trong phủ khương bộ lạc lượn lờ khối đen, bộ xương khoanh chân xếp bằng vang vọng thanh âm âm trầm. Quyền luôn, hàm sơn thành cấm tự đâu riêng. Được thôi, nhưng người này từng giết thuộc hạ của ta, phổ khương bộ lạc người phải giúp ta tìm thi thể của nó. Người áo tím im lặng dây lát, cười nhạt vung tay áo, thân thể rơi xuống đỉnh núi, không ra tay mà ngồi xếp bằng, nhìn người đàn ông tên Hòa Phong cười lạnh. Ngươi là quý khách của phổ khương bộ lạc, việc này có thể. Trong ngọn núi lượng lờ khối đen truyền ra giọng trầm đục. Tù mình nhìn tình hình này, ánh mắt rơi vào người gã đàn ông tên Hòa Phong, cẩn thận nhìn kỹ, trông thấy Hòa Phong tiến một bước hướng dây xích. Theo thân thể của gã động, người xung quanh bỏ qua tình huống trước đó, tập trung quan sát, dù sao chuyện này ở trong Hàm Sơn Thành không thường thấy, mấy trăm năm qua chỉ hơn 60 lần mà thôi. Ngay cả huyền luân áo tím cũng lạnh lùng nhìn, mắt lộ ra tia tàn nhẫn, nhìn chăm chăm bóng dáng hòa phong, xem gã dần đi đến dây xích, lắc lư theo dây xích sắp té. Ngay khi hòa phong bước lên dây xích thì mặt đất xung quanh chấn động, chỉ thấy dây xích dưới chân của gã liên tiếp với núi nhan trị bộ lạc toát khối. Bên dưới vực sâu không đấy bỗng lao ra 8 cây cột đá thô to, dài hơn 10 mét, chống lấy dây xích chia xích thành chín đoạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không nhìn ra dây xích có cái gì, nhưng thấy Hòa Phong vẻ mặt trầm trọng, mỗi lần đi ra một bước giống như dùng hết sức lực, cơ thể rung rẩy, mặt nổi gân xanh, miệng thở hồng hộc. Rất nhanh đã qua hai tiếng đồng hồ, trong hai tiếng này cả hàm sơn thành rất yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Hòa Phong. Bây giờ Hòa Phong ở đoạn thứ nhất dây xích đã đi đến khoảng cách gần ba phần. Người áo tím ngồi trên đỉnh núi nhíu mày, không biết đang nghĩ cái gì dần dần hai tiếng đồng hồ ba tiếng đồng hồ khi cả buổi chiều trôi qua bầu trời biến hoàng hôn ánh trời chiều rơi xuống thân thể hòa phong đổ bóng thì gã đã đi ra hơn phân nửa đoạn xích thứ nhất rồi ngay lúc này không biết gã đàn ông tên hòa phong dùng cách gì chỉ thấy cơ thể bỗng bùng phát ra lực lượng khí huyết cuồn cuộn, cuộn. mãnh liệt đến cực hạn mơ hồ toát ra tia khai trần gã này đúng là nhiều lần trùng kích khai trận dù không thành công nhưng trong người lại có chút hơi thở khai trận á Tuy nhiên gã lại ở đây thử lần nữa trùng kích khai trận Gã dám khiêu chiến hàm sân xích chắc chắn có chuẩn bị rồi Lựa chọn lúc này trùng kích khai trận Dù thất bại nhưng trong chớp mắt bộc phát có thể khiến cho gã tiến lên không ít đó nha Nhưng mà ta thấy hơi lạ lạ nha Dù gã nhờ vào trùng kích khai trận bộc phát trong chớp mắt Đi qua đoạn xích thứ nhất rồi Nhưng dây xích tổng cộng của chín đoạn Sau này gã làm sao đi qua chứ Xung quanh truyền đến tiếng thị thầm to nhỏ Mặt tôi minh chật lóe, nắm bắt được một điểm vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ không phải gã muốn đi hết hàm sơn xích mà chỉ cần một đoạn này thôi để chứng minh tư cách rốt cuộc là cái tư cách gì chứ trên đỉnh núi huyền luân chớp mắt dường như nghĩ đến điều gì con người coi rút lại bây giờ hòa phong khí huyết mênh mông đột nhiên phóng nhanh chạy theo dây xích một bước tiến lên mấy mét rất nhanh đã đến tận cùng đoạn dây thứ nhất xem tốc độ thì hình như không bao lâu nữa sẽ thành công đi tới cái cột đá đoạn thứ nhất rồi hắn không hề muốn khiêu chiến hạm sân xích người áo tím tên huyền luân biến sắc trong đầu hiện ra ý nghĩ không may không đúng rồi việc này không đúng chắc là gã muốn chứng minh cái gì không lẽ là huyền luân trợn to con mắt suy nghĩ kia không ngừng phóng to mắt thấy hòa phong cách cột đá đoạn thứ nhất không xa mắt huyền luân lóe lên tia độc ác y bỗng nâng lên tay phải chỉ hướng giữa trán kéo ra ngoài lập tức có ba luồng khói đen bị kéo ra khỏi trán ở trước mặt y bỗng hóa thành ba bóng người mơ hồ trung rẩy Thoạt nhìn thì ba bốn người là hai người già và một thiếu nữ, sắc mặt họ lộ ra vẻ thống khổ, dường như đang kêu gào nhưng không phát ra thanh âm. Huyền Luân chỉ tay một cái như phá vỡ giam cầm, khiến thanh âm thi lương của ba bóng dáng vang vọng xung quanh. Đại ca! Thanh âm kia đột nhiên xuất hiện khiến cho mấy người quan sát ngay ra. Cùng lúc đó, Hòa Phong đặt cực tất cả đã đến tận cùng đoạn xích thứ nhất không xa. Thường thể đột nhiên rung lên, mạnh ngoái đầu, mắt tràn lệ, gã trông thấy ba bóng dáng ở trước mặt huyền luân nhìn hòa phong ngừng bước huyền luân thầm thở ra hừ lạnh tay phải búp lấy bóng thiếu nữ y cố ý làm chậm khiến cho thiếu nữ phát ra tiếng hét thảm thiết dường như cả người tê liệt từng chút bị cắn nuốt thanh âm vang vọng khiến những người trông thấy đều chấn động tinh thần tụi mình trông thấy hình ảnh này thì nhíu mày thầm than hắn đã sớm đoán được hòa phong cũng là người có câu chuyện riêng thân thể hòa phong run rẩy nhìn chằm huyền luân phía xa Người ngoài không nhìn thấy biểu tình của gã, chỉ trông thấy gã im lặng chốc lát thì mạnh xoay người, tiếp tục tiến lên, nhưng thân thể của gã thì kịch liệt rung rẩy Ngay lúc này lại truyền ra tiếng hét thảm, tiếng hét kêu gọi khiến cho người ta nát lòng. Phong nhi, cứu ta! Trong tay huyền luân, bóp nát cái bóng đen thiếu nữ, xong lại bóp một trong hai cái bóng dáng người già. Chậm rãi bóp, mãi đến khi tiếng hét yếu đi, nhìn hòa phong rung bừng bực, dường như không thể tiến lên, như sắp ngã xuống thì y lại bóp cái bóng cuối cùng. Trong tiếng hét khiến người kinh hãi, tu Minh trong thấy hòa phong trên dây xích phun ra ngụm máu, một chân không đạp vững, cả người rơi xuống vực sâu không đáy. tu Minh trông thấy tình cảnh này thì nhớ tới cái lúc di chuyển từng mang thảm khốc, nghĩ tới tức độ dữ tận Giả thú nếu không mạnh sẽ trở thành thực vật, một người nếu không mạnh sẽ bị cường giả nắm giữ vận mệnh, dù phản kháng cũng sẽ không có nhiều tác dụng, đây chính là mạnh ăn thịt yếu, Muốn thay đổi tất cả thì phải khiến mình trở thành cường giả. Trong mắt Tu Minh không có động tình, có chỉ là kiên cường và cố chấp. Hoa Phong cười thảm, thân thể nhanh chóng rơi xuống vực sâu, gã nhắm mắt lại, có quá nhiều chuyện chưa làm, thu hận chưa trả, nhưng mà những điều này dường như không còn cơ hội. Huyền Luân đứng dậy, tiến lên vài bước đứng trên đỉnh núi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, y chỉ chờ đối phương chết, mượn lực lượng khổ phương bộ lạc tìm lại thi thể rách nát của gã y biết rõ vượt sâu bên dưới dây xích có lực lượng đáng sợ dù là y cũng không dám tùy tiện xâm nhập chỉ có người của ba bộ lạc mới ở trong nghi thức đặc biệt bình yên ra vào nhưng lúc này không khí bỗng vang lên tiếng thở dài khe khẽ chỉ thấy một bóng trắng từ tường thứ nhất hàm sơn thành lao ra bóng dáng ấy mảnh mai là một cô gái dưới chân cô có đóa mây trắng nâng đỡ cô hóa thành cầu vòng trắng bay thẳng tới chỗ hòa phong đến rất nhanh chớp mắt đã tới gần khiến hòa phong rơi trên cái đám mây Mắt Huyền Luân chợt lóe, nhìn chăm chăm cô gái nhưng không mở miệng, dường như là rất e ngại. Cô gái này xuất hiện cứu Hòa Phong nhưng khổ phương bộ lạc không truyền ra thanh âm nào, dường như chấp nhận động tác của cô. Cô gái mặc đồ trắng, mặt đeo khăn che trắng, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng đôi mắt cô rất là đẹp, như ẩn chứa mị hoặc kỳ lạ, khiến cho người nhìn sẽ rơi vào trong đáy mắt sâu thẳm. Tù mình tinh thần rung động, cô gái này là người hôm qua nói chuyện với Hòa Phong, nhưng hôm nay cô khác hẳn, huyền luân tiên bối người này mấy năm trước từng có quen biết với nhan phỉ cho nên nhan phỉ ra tay cứu giúp hy vọng tiên bối không trách tội giọng cô rất dễ nghe nhưng ẩn chứa lạnh lẽo tựa như gió lạnh thổi qua khiến người nghe rét rung ờ à, vậy thì không sao nếu lão phu biết sớm thì trước đó sẽ không can thiệp việc này là hiểu lầm nhưng dù sao ta và gã có cựu hận hy vọng hàng phi tử hiểu cho huyền luân nặng trên nụ cười vẻ mặt nhu hòa Việc của tiền bối cho người này dĩ nhiên nhan phỉ sẽ không xen vào. Cô gái nói xong, mây trắng vụt qua mang theo hỏa phong hôn mê, bay hướng núi nhan trì bộ lạc phía xa. Theo cô gái rời đi, Huyền Luân im lặng chốc lát, vùng tay áo lên trở lại tầng thứ hai. Dưới sợi xích liên tiếp núi nhan trì bộ lạc, tám cục đá to bây giờ vang từng tiếng đùng đùng, chậm rãi lặn xuống, cuối cùng biến mất trong vực sâu thẳm, khiến dây xích theo gió lung lay. Mọi thứ trở lại bình thường, trong hoàng hôn, tu minh nhìn bóng dáng cô gái bay xa, bên tai truyền đến người xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Úi là hàng phi tử đó. Cô gái thiên tài ngang trị bộ lạc, bị trưởng lão thiên hàng tông chú ý, là nửa đệ tử của thiên hàng tông. Nghe nói nên sớm nhập môn, nhưng cô ấy yêu cầu tạm dừng, chờ lần sau thiên hàng tông thu đệ tử thì lại tiến vào nha. Ta có nghe việc này nha, nhưng dù là như vậy thì cô ấy vẫn bị người ta gọi là hàng phi tử. Đây là tôn vinh cao quý, nghe nói do trưởng lão thiên hàng tông ban tặng nha. Việc này không có gì bí ẩn cả Thiên Hàng Tông nhận đệ tử lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc mà Đệ tử trong mông chỉ có ba người mạnh nhất mới được ban tên Hàng Tử thôi Nghe nói cô ấy có tới 900 sợi máu Là đã định có thể khai trận rồi Dù huyện luôn là cường giả khai trận Nhưng đối mặt với Thiên Hàng Tông thì vẫn cực kỳ kính sợ Mày trắng ở dưới chân cô ấy chắc là báu vật truyền thừa của nhan trị bộ lạc Nghe nói báu vật này thiên biến dạng quá gọi là dân nhan Thời gian bàn tán không dài lắm Đám người dừng tán đi Chắc vì ngày hôm nay xuất hiện nhiều biến đổi nên người ở tầng thứ ba đa số không có hứng thú mua bán nữa. Rất nhanh nơi này ít người hẳn, có một số cửa hàng sớm đóng cửa. Tụi mình không rời đi, tiến tới cửa hàng lúc trước hắn để ý. Ông lão ngồi xếp bằng trong cửa hàng, thấy tụi mình đến thì liếc nhìn. Ta thấy lúc trưa ngươi định tiến vào nhưng bị dự khiêu chiến hàm sơn xích này đánh gãy. Ông lão bình tĩnh mở miệng, tụi mình gật đầu quan sát bốn phía cửa tiệm để mặc thứ gì cứ mở miệng, đừng làm chuyện thừa. Trong cửa hàng này không có vật gì chính ta cũng không biết tác dụng, sẽ không để người bỏ sót đâu. Ông lão liếc tụi mình, nhíu mày. Tụi mình vẫn gật gù, hướng tới con nhện chính chân ở trên vách tường. Ta muốn nó. Chân thứ chín của nhện cửu dân sau, đó là nơi tập trung tinh hoa toàn thân của nó, cực kỳ hiếm thấy. Chỗ này ta không lấy thạch tệ, người có gì trao đổi. Nếu là vật bình thường thì đừng có lấy ra, ông lão nhìn tu minh lạnh lùng nói tu minh cũng không nói nhảm tay phải sờ bên trong áo lấy ra một cái cốt đau đen đau toàn thân đen thui nhưng nhìn kỹ có thể thấy bên trong có sợi chỉ đỏ vực này là cốt đau phương Mộc tặng cho hắn đặt đau xuống đẩy hướng ông lão ông lão vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy cẩn thận nhìn giả dạ, màn khí của an đông bù lạc ông lão ngẩng đầu liếc tu minh nhìn không thấu hắn ông biết cốt đau này người ngoài rất ít có chỉ có ăn đông bộ lạc mới có và chế tạo. Người sở hữu cái đau này chắc chắn liên quan đến ăn đông bộ lạc. Dược này trừ đổi cái chân thứ 9 của con nhện ra, còn thêm chỗ cái xương này nữa. tôi Minh làm như tùy tiện chỉ cái vật trên cái giá bên cạnh ông lão. Một bộ xương đen cỡ nắm tay, kỳ lạ là trên xương cốt toát ra lạnh lẽo băng xương. Hiển nhiên con thú để lại bộ xương này không bình thường. Xương thú thái kinh sao? Đau này chỉ có thể đổi một thôi, không đổi đến hai loại được đâu. Ông lão mỉm cười, nhìn ra được cái người trước mắt này hiển nhiên nghiêng về hướng bộ xương hơn. Có lẽ vì thanh đau nên sắc mặt ông không lạnh lùng nữa, hơi nhu hòa hơn. Ông cẩn thận xem kỹ thanh đau lại một chút đi. Thu Minh nhìn ông lão, bình tĩnh nói. Ông lão ngẩn ra, nghe như vậy thì cúi đầu lần nữa xem xét. Hai mắt hơi coi rút lại, ông thấy sợi chỉ đỏ trong đau. Nắm lấy đau vùng một cái, lập tức khí lạnh toát ra. Nhưng trong khí lạnh tồn tại sự nóng cháy. Lạnh và nóng giao hòa như hợp lại một chỗ, Chốc lát sau, Tô Minh ra khỏi cửa tiệm, trong tay cầm chân thứ chín của con nhện cửu văn, còn có xương đen nữa. Ông lão đoán không sai, đích thực Tô Minh muốn cái xương này. Nói chính xác hơn hai thứ này hắn đều muốn. Một cái là cần cho luyện chế nạp thần dược. Cái khái là vật trồng dược, đoạt linh dược. Không ngờ chỗ này có thể đổi được hai dược phẩm. Tuy nói tạm thời không dùng được, nhưng lấy giả manh khí duy nhất hiện tại đổi. Trước tiên thì... Mắt tù Minh chợt lóe, trong đầu hiện ra cái chuông đen trên cổ tay phải của ông lão. Người này thuộc về An Đông Bộ Lạc, việc Phương Mộc được mình trị thương, chắc là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc đã biết rồi. tu Minh im lặng tiến lên thầm suy nghĩ. Hắn nhớ A Công từng dạy gặp chuyện phải suy nghĩ nhiều, nếu không hiểu thì đem mình trở thành đối phương, cứ suy diễn theo đối phương mà đi thì chắc chắn có phát hiện mới. Nếu mình là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, nhìn ra con trai mình biến đổi thì sẽ đi theo tới, nhưng đến nay y không ra mặt Có lẽ đúng là các tỉ mỉ trước đó Mình đề phòng đã đem đến tác dụng rồi Tương tự nếu mình là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc Mình sẽ do dự không ngừng suy đoán Rồi đến khi trông thấy vết thương của con trai Dần dần chuyển biến tốt Thì dù không chắc chắn nhưng sẽ không mạo hiểm tra xét làm gì Đắc tội một hai trường cảnh Việc này không có lợi với mình Trong tình huống như vậy Nếu mình thấy cốt đau con trai đưa tặng Bị tộc nhân cầm về thì sẽ nghĩ cái gì Tù mình xoa trắng sau khi hắn đến đức nam thượng xa lạ này thì mọi thứ đều phải dựa vào mình, dưới tình huống không đủ tu vi, cần dùng tâm trí bù đắp chênh lệch, nếu không thì một người xa lạ ở đây khó sống tiếp được. Trừ phi sống bình lặng, nhưng nếu như vậy thì tu minh không biết phải mất bao lâu mới về lại quê nhà được. Nhưng dù sao hắn trải qua đường đời quá ít, không làm tốt hơn được, chỉ có thể hữu hạn suy nghĩ, không để cho mình dễ dàng lộ ra địch ý, một khi lộ ra thì chắc chắn phải có quyết đoán ăn đông bộ lạc mình từ phương mộc bắt đầu từng bước tiến hành khi tu di đến trình độ nhất định thì có thể lấy cơ hội này xây dựng vị trí đối với An đông bộ lạc mình chưa từng lộ ra địch ý gì còn trị thương cho phương mộc nữa mình đã để lộ thân thiện rồi bây giờ mượn thanh đao này thử coi phản ứng An đông bộ lạc để tiện đối phó vậy những điều này không phải tu minh lập tức nghĩ ra mà trước khi hòa phong khiêu chiến hàm sơn xích lúc thấy chuông đen trong tay ông lão thì mất nửa ngày mắt thấy sự tranh chấp giữa huyền luân và hòa phong mới dần đoán ra hắn vẫn không đủ trải đời, nếu không thì mấy chuyện này chỉ cần suy nghĩ chút là hiểu ra ngay. Hôm nay dùng thời gian bù đắp, không làm được gian xảo như hồ ly. Ví dụ việc Phương Mộc dù lần thứ hai gặp mặt hoặc trong hắn bình tĩnh, hắn vì già dặn, còn dùng lời do xét uy hiếp nữa, hành động thông thả bình tĩnh, không lộ nhiều sơ hở, chứng nhiếp cha Phương Mộc, hoặc nhìn không giống điều thiếu niên sẽ làm. Nhưng kỳ thực thì cái chuyện này tôi minh dùng mấy tháng suy tư, phân tích và chuẩn bị, sau khi chắc chắn mới hành động, đây là vì sao hắn đợi Phương Mộc tới rừng mưa nhiều lần, liên tục kêu gọi mới xuất hiện. Nếu không thì hắn có thể ngay lúc Phương Mộc về nhà sau đó quay lại, lần đầu tiên kêu gọi liền ra mặt rồi, không chờ đến vài tháng như vậy. Bây giờ cũng giống như vậy, nhờ thời gian bù đắp kinh nghiệm không đủ. Nếu không phải gặp chuyện Hòa Phong và Huyền Luân, Tu Minh sẽ quan sát xong rồi đi ngay, đợi hiểu rõ thì mới quay lại. Bây giờ trong đầu hắn lần nữa phân tích sự việc, xác định không bỏ sót mới rời khỏi tầng thứ ba, khi bầu trời tối đen thì trở lại chỗ trú ngụ tại tầng thứ tư hàm sơn thành. Ngồi xếp bằng trong gian phòng xa hoa hơn cả thành đá phong quyến. Tù mình rơi vào suy tư. Từ khi hắn đến đất Nam Thượng xa lạ này, gần hai năm nay bức giác đã thành thói quen hay suy nghĩ. Mấy năm nay A Công dạy dỗ hắn dần lộ ra hiệu quả. Mặc dù cần phải tiếp tục tiếp xúc ăn đông bộ lạc, nhưng mà còn chưa phải lúc. Cứ kéo dài con đường này cuối cùng sẽ trở thành lựa chọn của mình thôi. Nhưng mà tại Hàm Sơn Thành này không thể chỉ chọn một con đường được Cần có lựa chọn khác nữa Vậy thì mới yên tâm được Tô Minh yên tĩnh ngồi trong phòng Trước mắt trừ việc kiếm bản đồ đi Tây Minh ra Còn phải cố gắng tìm chỗ đứng Tìm xem A Công có tại đây không Dù hy vọng này rất xa vời Có lẽ A Công đã chết rồi Nhưng Tô Minh không muốn tin Bản đồ địa hình đi Tây Minh Bên trong chắc chắn là bao gồm hơn phân nửa đất Nam Thần Loại bản đồ cỡ này không phải vật bình thường Không phải bộ lạc cỡ trung có được vật này chắc chắn cực kỳ quý giá rồi sẽ không để người dễ dàng trông thấy đâu tu minh thầm than nhưng mình phải hoàn thành tất cả xét đến cũng vẫn nên để mình sống sót trước cái đã không phải như hòa phong mà giống huyền luân dùng thân phận cường giả sống sót đấy mắt tu minh chợt lóe trong hàm sơn thành này tổng cộng có năm cường giả khai trần cảnh huyền luân là một người trong đó hơn nữa y còn là khách quý của phổ khương bộ lạc nữa xem ra còn lại bốn cường giả khai trần cảnh thuộc vì ba bộ lạc nơi đây Trừ họ ra, man sĩ ngưng huyết cảnh chắc không ít đâu Nhưng mà đa số không phải tộc nhân ba bù lạc Nhiều người quanh năm ở tại Hàm Sơn Thành chắc chắn có mục đích gì đó rồi Phương Mộc từng nói Thiên Hàng Tông nhiều lần nhận đồ đệ đều sẽ tới Hàm Sơn Thành một chuyến dù này dù hấp dẫn người đó nhưng mà mình cứ thấy còn có bí mật nào đó mới hấp dẫn cường giả cỡ huyền luôn ở lại lâu dài vậy chứ tu minh sợ cầm bắt đầu có râu mềm rồi đó là thiếu niên trong năm tháng để lại dấu vết thành niên lấy tù di hiện giờ của mình 243 sợi máu tầng thứ bảy ngưng huyết cảnh ở trong hàm sơn thành này chỉ xem như trung đẳng mà thôi giờ vào mình tỉ mỉ khống chế có thể đấu một phen với ngưng huyết cảnh tầng thứ 8 cũng coi như miễn cưỡng chen vào đỉnh trung kỳ ngưng huyết thôi tù minh im lặng nhưng trong hai mắt mơ hồ lóe ra bóng trăng chẳng qua mình có hồn nguyệt dực nữa nếu ở dưới ánh trăng thì giống như tại ô sơn không tiếc trọng thương phát động toàn bộ tâm nguyệt dực tù minh nhắm mắt lại trong mắt dấu bóng trăng đây là tuyệt chiêu của mình Không đến lúc sống chết thì không thể sử dụng được Còn có hạng phi tử nữa Xưng hô thật kỳ quái nha Nghe mấy người bàn luận thì dường như chỉ ba đệ tử mạnh nhất trong thiên hạng tông Mới được ban thân phận hạng tử tu mình suy nghĩ chốc lát Không tiếp tục suy tư nữa Việc không liên quan đến mình thì hắn sẽ không lãng phí tâm trí Đầu óc dần bình tĩnh tu minh tỉnh tọa Khí huyết chậm rãi vận chuyển trong người Bất giác đêm đã khuya Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh Cả hàm sơn thành như đã ngủ say không biết khi nào thì bên ngoài vang tiếng sấm trầm đục ngay sau đó là tiếng mưa rơi trên mặt đất khiến người không rõ là từ trên trời hay là vang vọng từ mặt đất dường như quấn quýt một chỗ hình thành mạng mưa mùa này mưa rơi nhiều mưa như trút nước rất nhanh bao trùm cả hàm sơn thành mưa gió gào thét quét nước mưa đánh lên cửa sổ phòng khiến cho giấy dầu kêu bóc bóc trong phòng không có ánh nến một mảnh tối đen nhưng trong tiếng sấm đôi khi lóe tia chớp chiếu lúc sáng lúc tối Tù mình mở mắt ra, hắn đứng dậy tiến lên, lặng lẽ mở cửa sổ. Bên ngoài mưa gió lùa vào thổi bay tóc của hắn. Nhìn ngoài cửa đêm mưa, hắn im lặng đứng đó không động đậy. Không biết U Sơn bây giờ là mùa gì? Hai năm, thực nhanh. tu mình thì thào. Bộ lạc ra sao rồi? A à, Công có còn sống không? tu mình chua xót. Một mình hắn ở nơi xa lạ, rất cô độc, Cảm giác cô độc này khiến cho hắn học được dùng im lặng bảo vệ mình. Hắn sờ vết sẹo trên mặt, đứng đó thật lâu, thật lâu. Mãi đến khi đêm thứ hai hắn ở Hàm Sơn Thành chậm rãi trôi qua. Tỉnh táo lại thì mưa vẫn bao phủ cả đất trời, người đi đường không nhiều, nước mưa chảy dọc theo núi, bề mặt rất trơn. Tù mình không tiếp tục ở lại Hàm Sơn Thành, hắn đã mua được thảo dược cần dùng, dù còn thiếu một chút để luyện đoạt linh dược. Ba xương thú thì chỉ mua được có một cái thôi, nhưng mà tầng thứ ba và tầng thứ tư không có độ của hắn cần, trừ phi là tầng thứ hai. Nhưng tầng này chẳng những yêu cầu tu vi, còn cần thân phận trở thành khách mới tiến vào được. Tù minh suy nghĩ thật là lâu rồi từ bỏ, rơi khỏi Hàm Sơn Thành. Đây là trong đời của hắn lần đầu tiên tới Hàm Sơn Thành, bình thản không có gì lạ, rất bình thường. Dù khiến không ít người chú ý nhưng như hòn đá nhỏ rơi vào trong mặt nước, chỉ dấy lên chút gợn sóng nhỏ mà thôi. Lúc đến thì trời rất tối đen, khi đi thì mưa tạnh trời trong. Lưng hướng hàm sơn thành, bóng dáng tu minh dần biến mất nơi xa xăm. Không chút tạm dừng, hắn chạy nhanh ở trong mạng mưa đi hướng sâu trong rừng mưa. Chuyến hành trình đi hàm sơn thành, hắn không cố ý tìm bản đồ đất nam thường, nhưng lúc hắn đi dạo từng cửa tiệm vốn không có tiệm nào bán cái vật này cả. Thông qua trò chuyện tìm hiểu, hắn chậm rãi biết được dù chỉ là bản đồ tám hướng gần đây thôi thì chỉ ở trong tay của ba bộ lạc là cực kỳ quý giá con đường phía trước xa vời, tất cả gian khổ, từ người bình thường trở thành cường giả, tu mình không biết tương lai ở nơi đâu. Hắn chỉ biết bình tĩnh đi, khiến tu vi ngày càng cao, đến trình độ nhất định thì sương mù trước mắt sẽ tự nhiên tan đi. Hắn im lặng đi, tốc độ không nhanh không chậm, lúc chạy không hướng tới rừng mưa mà dùng thời gian vài ngày, vòng qua vài vòng, xác nhận không có người theo sau mới trở lại rừng mưa quen thuộc. hành động trong dãy núi. Mưa vẫn không ngừng rơi, xóa đi dấu chân của hắn, thành bình phong thiên nhiên khi tu minh trở lại hang động rời xa mấy ngày toàn thân hắn ướt đẫm nước mưa chảy dọc theo tóc đi vào động tu minh vận chuyển khí huyết từng đợt khí nóng lan tràn toàn thân dường như thành ngọn lửa rất nhanh khối trắng từ người tu minh bốc lên dần dần đồ ướt khô nhanh nhưng có rất nhiều nếp nhăn thoạt nhìn hơi chật vật sương khối trắng lượn lờ ánh mắt tu minh quét quanh hang động đặc biệt là nhìn lâu vào mấy cái chỗ những vị trí kia là trước khi đi hắn để lại một chút lông thú lông rất nhẹ một chút gió thổi cũng sẽ bốc lên thông qua khoảng cách bay thì tu minh có thể mơ hồ đoán ra gió lớn hay nhỏ ở vị trí cửa trên mặt đất hắn cũng có bố trí bây giờ quan sát xong xác định là mấy ngày nay mình đi đúng là không có ai đến cả mày là có cái vực này không thì thật là bất tiện rồi tu minh xoa đầu theo khí huyết tỏa sức nóng trong người tốt chậm rãi khô ráo trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ bị rách hắn mở nó ra đổ bên trong thảo dược và vài cái tài liệu mua tại hàm sơn thành xem xét xong xác định không thiếu cái gì lúc này tô minh mới yên tâm không gian trong túi nhỏ bị hư hỏng cho nên dù hai năm nay tô minh hay sử dụng nhưng không yên tâm cho lắm chắc phải tập trung luyện chế đoạt linh dược thôi luyện ra dược này giúp ích rất lớn cho mình thậm chí lúc không tiện triệu hoán hùng quần dược ấy, thì có thể dùng nó làm tuyệt chiêu nhưng mà luyện dược này yêu cầu quá cao rồi thảo dược là thứ thiếu nữa mình ở tầng thứ ba hàm xương thành tìm được một ít thôi, bây giờ còn thiếu ba loại nữa. Nhưng mà xương thú có thể so với hai trận cảnh thì mới chỉ có một thôi. Tụi mình cầm lấy khối xương đen, mặt trên dày đặc khí lạnh, đặt trong tay cho cảm giác lạnh lẽo. Chẳng qua tuy nói là xương mảnh thú cường đại tương đương với hai trần cảnh, nhưng không có yêu cầu gì mặt thời gian, không cần phải đích thân giết mảnh thú lấy xương. Nói vậy thì dù xương cốt không nhiều nhưng có thể mua được rồi. Trừ những thứ đó ra thì còn cần tìm người hấp hối, dù không yêu cầu tu di người này nhưng mà nếu tài liệu luyện dược khó kiếm vậy hiển nhiên tu di càng cao thì làm ra đoạt linh dược càng tốt rồi không biết nếu có thể tìm được hai trường cảnh hấp hối thì luyện ra cái đoạt linh dược sẽ như thế nào hơn mắt của tu mình lấp lóe nhưng rất nhanh hóa thành tiếng thở dài hắn biết mình nghĩ hơi xa đây vốn là không thể nào còn về luyện dược này thì không dùng lửa mà cần lấy thi khí luyện thành nhưng mà mình đã nghĩ ra tìm thi khí ở đâu rồi Phổ Khương Bộ Lạc tu luyện tử khí mà Chỗ đó chắc chắn lưu trữ thi khí đậm đặc để tu luyện Tu Minh ngẫm nghĩ Tạm bỏ qua việc này Dù sao luyện đoạt linh dược Cần rất nhiều tài liệu mà còn chưa chuẩn bị xong Phải suy tính kỹ hơn Bây giờ tu Di đã hồi phục rồi Cần dùng sơn linh dược tăng thực lực Tu Minh hít sâu Dù bên ngoài mưa liên miên Nhưng trong động thì nóng hầm hập Do nguồn lửa đến từ tay phải của Tu Minh Tay hắn nắm vài loại thảo dược chậm rãi đốt lửa, luyện dược khô khan hắn lặng lẽ nuốt từng viên sơn linh dược tan ra trong họng dung nhập vào khí huyết tràn ngập toàn thân khiến sợi máu bình ổn từ từ tăng lên trong rừng sâu yên tĩnh này tu minh hiếm khi ra ngoài cả ngày tu hành bế quan thời gian chậm rãi trôi qua chớp mắt lại nửa tháng nửa tháng này tu minh không bước ra ngoài động nửa bước hắn có đủ thảo dược luyện chế sơn linh dược trong nửa tháng này sợi máu từ 243 sợi tăng đến 249 sợi tốc độ tu hành không nhanh không chậm nhưng tốt ở chỗ ổn định mỗi lần thêm mấy sợi máu là tu minh sẽ ngừng lại dùng tâm động tỉ mỉ khống chế vuốt lên xong mới tiếp tục cứ như vậy dù sợi máu không tăng nhiều nhưng thực lực tu minh dần mạnh hơn hắn ngày càng im lặng bây giờ nếu bị tộc nhân ô sơn bộ lạc trông thấy sẽ hoảng hốt không thể vừa liếc mắt là nhận ra hắn ngay được hắn chẳng những thay đổi diện mạo quan trọng là khí thế khác xa trước kia đó là cái loại lột xác nhu hòa trưởng thành trên mặt hắn có một vết sẹo nhạt ở giữa hai mắt cách con mắt hắn hai đút ngón tay vết sẹo vốn có thể mất nhưng tu minh không muốn hắn luôn sợ vết sẹo trên mặt ở trong động yên lặng nhìn không gian tối đen nửa tháng sau một ngày nào đó tu minh ngồi xếp bằng trong hang nuốt sơn linh dược vận chuyển khí huyết hòa tan và hấp thu bên tai hắn truyền đến thanh âm quen thuộc tiền bối tiền bối ơi Tù mình không để ý ngay mà qua vài tiếng sau khi bầu trời bên ngoài tối sầm, ánh trăng xuất hiện, sương linh dược trong người đều bị hấp thu hết mới từ từ mở mắt ra. Hắn bình tĩnh đứng dậy, mặc đồ da thú che toàn thân, chậm rãi đi ra ngoài. Sâu ở trong rừng mưa, ở chỗ cách tiếng phương mộc kêu gọi không quá xa, mưa vẫn đang rơi nhưng nhỏ hơn nhiều. Mông lung rơi khiến xung quanh ẩm ướt. Tù mình đứng ở một con gốc cây to, mắt lướt qua xung quanh. Đây là nơi hắn chọn. Tù minh cẩn thận, chỉ có lần đầu chủ động tìm gặp Phương Mộc, còn lại vài lần đều là ở nơi hắn thấy an toàn mới khiến Phương Mộc tới. Làm như vậy có thể tự bảo vệ mình, tránh đi cạm bẫy vô tình. Thu lại tầm mắt, Tu Minh nâng lên tay phải vùng trước mặt, lập tức có hồn nguyệt dược vô hình tỏa ra xung quanh, khiến cho ánh trăng nơi đây vô hình ngưng tụ ra một chút. Phương Mộc, tới đây! Làm xong hết thể, Tu Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn nhưng có lực xuyên thấu vọng bốn phương, Nói xong Tô minh yên lặng đứng đó, núp trong bóng tối, không động đậy. Thời gian không lâu lắm truyền đến tiếng sồn soạt, chỉ thấy trong rừng mưa có một bóng người nhanh chóng chạy tới. Chính là Phương Mộc. Y đã quen thuộc tu minh bí ẩn và thói quen riêng, theo thanh âm tìm đến đây không phải việc khó. Sau khi tới nơi, Y thở hồng hộc nhìn tu minh đứng trong bóng tối. Theo Y cảm nhận thì tu minh như đang dung hợp với bóng đêm, chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ. Phương Mộc bái kiến mặt tiền bối, phương mộc vội vàng chắp tay cúi đầu hướng tu minh đặt xuống cái túi to vốn khiêng trên vai im mở túi ra lộ ra bên trong rất nhiều la vân diệp ánh mắt tô minh quét qua cái túi nâng lên tay phải ấn cây bên cạnh cây lập tức chấn động vỏ cây rơi một phần theo ngón tay tu minh di chuyển có ba cái đồ án thảo dược bị vẽ trên vỏ cây nếu tìm được ba loại thảo dược này dù là một gốc đều có thể đổi lấy ba đợt trị thương nếu người tìm được hết trả đủ cái giá vết thương của người ta nắm chắc có thể trừ tận gốc Tu Minh chậm rãi mở miệng, thân thể Phương Mộc chợt cứng lại, sắc mặt không lộ ra vẻ khác lạ, nhưng trong lòng khẩn trương. Loại khẩn trương này không phải sợ hãi mà là vì kích động. Nếu đổi làm lần đầu tiên y gặp Tu Minh, nghe đối phương nói như vậy thì chắc chắn không tin. Nhưng hôm nay trong lòng Phương Mộc đa phần tin tưởng lời Tu Minh rồi. Tiền bối đừng có chọc tôi chứ, tôi biết tình trạng của mình, bị hạ man thuật ngay cả a Ba và Man Công đều không thể tiêu trừ, chỉ có thể chậm rãi ức chế, muốn trừ tận gốc thật là khó đó trừ phi tiền bối có thể tìm ra người năm đó hại tôi giết chết y phương mộc im lặng chốc lát sau đó thì vẻ mặt bình tĩnh cười nói người lại đây lát sau tô minh thẳng nhiên mở miệng phương mộc thầm rung động chẳng hề chần chờ mà tiến lên y mới tới gần tô minh hắn liền nâng lên tay phải chụp mạnh hướng bả vai phương mộc cảm giác lạnh lẽo theo tay của hắn truyền vào người phương mộc sự lạnh lẽo này tựa băng giá khiến thân thể phương mộc chấn động nhưng mà khí lạnh vừa qua đi lại hóa thành nóng bỏng, luồn lách trong người y. Không đợi Phương Mộc cảm nhận kỹ càng thì Tu Minh nâng tay lên, Phương Mộc biết đối phương có thói quen kỳ lạ, không thích người ngoài tới gần, vội vàng lùi ra sau vài bước, khẩn trương nhìn Tu Minh. Tôi không nắm chắc 10 phần, chỉ có thể 7 phần thôi. Tu Minh trầm giọng nói. 7 phần? Phương Mộc hít sâu, vẻ mặt kiên quyết, gật đầu. Y nhìn ba loại thảo dược ở trên vỏ cây, ghi nhớ hình dạng của chúng, còn nữa, ngươi cần tìm hai xương thú, xương mảnh thú tương đương với khai trần. Tô Minh chậm rãi nói, Phương Mộc không hỏi Tô Minh cần tài liệu đó làm cái gì, chỉ gật đầu nhớ kỹ. Y thấy Tô Minh nói xong định đi, lập tức vội vàng chắp tay hướng Tô Minh. Tiền bối, trước khi Phương Mộc tới đây thì cha có dặn để cho giảng bối đưa một vật cho tiền bối, xin tiền bối hãy nhận lấy. Phương Mộc nói rồi từ trong ngực lấy ra cái chuông bóp nát trước mặt Tô Minh, khỏi bốc lên, dây lát tán đi lộ ra cái hộp gỗ trắng, hộp gỗ trông rất bình thường, Phương Mộc hai tay đưa tới. Phương Mộc cũng rất tò mò trong hộp cất chứa cái gì, lần này y tới thì a Ba đột nhiên xuất hiện đưa thứ này cho y, để y đưa vài tộc nhân bảo vệ đi rừng mưa, gặp Tu Minh giao ra cái vật này. Mở ra đi. Ánh mắt Tô Minh rơi trên hộp gỗ, đối phương bóp nát chuông đen khiến cho hắn hơi kinh ngạc nhưng không lộ ra mặt. Phương Mộc nghe như vậy lập tức mở ra cái hộp gỗ, liếc một cái liền ngây ngẩn, trong hộp đặt một cái thanh khúc đau, cốt đau tỏa ra khí lạnh bên trong có sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện. Đây là lúc hắn ở Hàm Sơn Thành dùng để đổi vật. Nhìn đau này, tu minh sắc mặt bình thường, nâng tay phải lên chập hư không. Thành cốt đau bay lên, bị tu minh cầm lấy. Người trở về, cảm ơn cha người giúp ta. Tu minh cầm lại cốt đau, lấy một cái túi la vân diệp, nhảy ra sau biến mất trong bóng đêm. Phương Mộc có chút khó hiểu, y biết thanh đau này nhưng không hiểu nổi, Rõ ràng mình đã tặng đi vì sao vật ấy lại xuất hiện trong tay A3, lại còn có thể để cho mình đưa lại lần nữa. Hết tập 22 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. À, Lách nhắc lại là sau tập này thì Lách cũng tạm hoãn một thời gian nha, để Lách hoàn thành cái bộ thế giới hoàng mỹ đã. Xin cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.